Tin Indonesia Thánh lễ an ủi nạn nhân động đất ở Indonesia Chủ nhật ngày 7 tháng 10 vừa qua, một linh mục Indonesia trong tỉnh Sulawesi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất, đã tìm cách cân bằng nhu cầu tâm linh và thực tế qua việc dân lễ an ủi và cầu nguyện cho các nạn nhân. Hàng trăm người công giáo bị tổn thương ở Palu, thủ phủ của tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia, tham dự thân lễ bên ngoài nhà thờ lớn nhất nơi này. Ngôi nhà thờ bị hư hại do trận động đất mặn 7,4 độ Richter gây ra sóng thần gần đây. Cơ quan giảm thiểu thảm họa quốc gia cho biết trận động đất xảy ra ở Palu hôm 28 tháng 9, cũng như ở các huyện Đông Gala, Sigi và Parigi-Mauton, khiến 1.763 người thiệt mạng và gần 70.000 tòa nhà bị hư hại. Khoảng 2.600 người bị thương nặng và hơn 62.300 người khác phải rời bỏ nhà cửa. Cơ quan này cho biết khoảng 5.000 người được cho là mất tích. Cha Johannes Salaki thuộc dòng thánh tâm giáo sứ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ ở thị xã Palu. Động đất làm rung chuyển các tòa nhà, bao gồm nhà thờ giáo sứ của chúng tôi. Các tín hữu bị xáo trộn tâm lý thường chạy đến các vùng đất trống mỗi khi có dư chấn xảy ra sau khi xin ý kiến Đức cha Benedictus Estefanus Roli Untu của Manado, Ngài dâng thánh lễ Chúa Nhật và lễ thường để an ủi giáo dân tại một vọng lâu trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Cha Salaki cho biết, trong tháng mân côi này, chúng tôi còn đọc kinh mân côi, cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng của trận động đất. Họ có nhu cầu cả về vật chất và tinh thần, vì thế cần có sự cân bằng. Thank oh.